Chúng ta biết rằng cái tấm lòng thờ phượng Chúa là tốt lành hơn, chứ không phải là chúng ta ngồi ở chỗ nào. Nhưng mà điều mà tôi xin quý bà cho cũng cầu nguyện cho mẹ của tôi, mẹ của Ly đó, cũng bị máu cao 200 mấy, thành ra chóng mặt ốm ở không có đi được ngày nay. Nhưng như là chúng ta muốn đi thờ phượng Chúa thì có điều gì nó luôn luôn cản trở chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, quý bà cho em biết cái tôi muốn chia sẻ cùng quý bà cho em về tinh thần của sự cầu nguyện và cái gì đẩy chúng ta đến sự cầu nguyện. Quý bà cho em thấy bắt đầu trong gia cơ đó nói là trong anh em có ai chịu khổ chăng, và trong Cô-rinh-tô Phao-lô cũng nói là những sự thử thách, những sự hoạn nạn đẩy chúng ta đến sự cầu nguyện, đẩy chúng ta đến sự tìm kiếm Chúa, đẩy chúng ta đến sự trông chờ Chúa. Thì quý bà cho em sẽ thấy rằng khi mà chúng ta nghĩ rằng mình còn có cách, khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được, mình có năng quyền, mình có sức mạnh, mình có sức khỏe, mình có tiền bạc, cái gì nó cũng nằm trong bàn tay của mình á, thì mình không có kêu cầu Chúa. Mặc dầu cái sự kêu cầu Chúa của tôi và quý mạnh trên phần đông nói sai, tay mình kêu cầu để Chúa trả lời, tức là phải trả lời theo cái ý của mình muốn. Nhưng mà dầu gì nữa thì cái sự mà những hoạn nạn, những sự thách á, thì chúng ta cái dependent, để mà dependency on God, tức là chúng ta tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Và đối với con cái của Đức Chúa Trời đó, Ngài dùng những cái điều đó để chỉ chúng ta đến là Đức Chúa Trời lớn hơn chúng ta, Ngài mạnh hơn chúng ta, Ngài vĩ đại hơn chúng ta, và chúng ta nằm dưới quyền đại trị của Ngài. Quý bà cho em hiểu chỗ đó không? Chứ không phải là Ngài đẩy sự ác tới để rồi chúng ta cái cầu nguyện giống như cho Ngài bỏ đói chúng ta, để rồi Chúa đói rồi chúng ta kêu cầu Chúa, không phải vậy. Nhưng mà sự hoạn nạn, những sự khó khăn, sự bệnh tật, những sự mà tai biến nó đến trong cuộc đời chúng ta tại vì tội lỗi. Quý bà cho em biết điều đó, trái đất này đã bị tội lỗi, trái đất này bị ảnh hưởng của tội lỗi, và con người bị ảnh hưởng của tội lỗi, và ngày hôm nay tất cả những hành động gì trên thế gian này cũng là ảnh hưởng của tội lỗi hết. Phải quý bà cho em, sự ác là đến từ ma quỷ, ma quỷ nó đem cái tội lỗi đến, nhưng mà nó hành động trên con người có tội. Phải chúng ta nói những người khủng bố là có tội, phải chúng ta nói những người mà hậu viện chúng ta thằng là có tội. Nhưng mà quý bà cho em biết rằng người nào cũng có tội trước mặt Chúa hết, ngoài trừ những người mà được chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Phải quý bà cho em, tôi nói quý bà cho em, nếu mà tôi an ủi quý bà cho em, tôi những lời lời khích lệ của quý bà cho em thì dễ gì tôi sẽ đụng chạm người này mà sẽ đụng chạm người khác. Tại vì tôi, nếu mà tôi nói là cảm ơn Chúa qua cái tai nạn ở tại Texas, qua những bão lụt đó, qua những cái cơn lụt lội ở tại Texas, rồi Florida, ở Puerto Rico, là Chúa đã cứu một số người, thì quý bà cho em nói còn số người mà không được cứu sao? Trong đó có thân nhân của một số người, ngay cả những người tin Chúa nữa, những con cái của Chúa thì sao? Nên Chúa thương người này, Chúa bỏ người kia, phải quý mạng cho em. Nhưng mà tôi nói cùng quý mạng cho em, và ai mà nghe tiếng tôi ở trên internet mà nghe với tấm lòng phải hiểu như thế này: tôi tin Đức Chúa Trời của tôi thờ phượng Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài yêu hơn là ghét, Ngài tha thứ hơn là cầm tội, và Ngài muốn chúng ta được sống và sống như vậy, chứ Ngài không muốn chúng ta chết. Đó là lý do khi Ngài tạo dựng chúng ta thì Ngài nói là rất tốt, tại vì chúng ta có sự sống của Ngài. Sau khi chúng ta phạm tội rồi, Ngài cho có một cái con đường ra, và con đường đó là qua Chúa Giêsu, và Ngài tìm mọi cách để cho chúng ta không chịu sự chết, không chịu nồng nọc của sự chết, là không chết đời đời và cũng không chết trên phần xác này nữa. Nhưng mà con đường cứu rỗi là Ngài ban cho những ai tin Ngài, phải quý mình cho em. Và để cứu con người thì Ngài phải giết chính con một ngày, là Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Quý mình cho em hiểu không? Tại ra trước khi định tội Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng thì hãy biết rằng Ngài yêu thương chúng ta, nó nói ban con một của Ngài để chúng ta không bị hư mất. Câu trả lời của tôi và quý mạnh chị chị em như thế này: nhiều người hỏi tại sao có người chết, có người không chết, có người Chúa che, có người Chúa cho sống, có những người mà ác thì Chúa để sống, có những người mà con mình thì Chúa lại cho chết sớm, trong đó có những người mà không có làm gì mà hại ai hết. Mà quý mạnh chị em, thật sự có bao giờ trong một đám tang nào mà chúng ta nghe ai nói xấu về người chết không? Luôn luôn người chết nào cũng tốt hết, người chết nào cũng là mẹ hiền, con thơ, mà là một người dễ thương, ai cũng thích hết. Nhưng mà tôi bảo đảm sự thật nó không phải có vậy. Nhưng mà lúc chết thì người ta nói những cái tốt, phải không quý bà Trang? Câu trả lời tôi thì vậy, quý bà Trang nghe mà ráng hiểu. Vừa tôi dùng kinh thánh để trả lời cho quý bà Trang tại sao có những sự chết ở trên thế gian. Thì sao? Tội lỗi đem đến sự chết. Mọi người đã phạm tội, phải không quý bà Trang? Và tội lỗi đem đến sự chết. Và quý bà Trang biết là bởi vì mọi người đều đã phạm tội cho nên mọi người phải chết. Phải quý bà Trang? Ấy là đã định cho mọi người, trong sách Hebrew là đã định cho mọi người đều phải chết một lần và chịu đoán xét. Cho nên câu trả lời là không phải tại sao sự chết đến, sự chết là bởi vì con người phạm tội. Chúa tạo dựng để sống đời đời mà con người phạm tội, và phạm tội là tại vì không tin Đức Chúa Trời. Phải quý bà Trang? Và chọn tin lời của ma quỷ, chọn đi theo cái xác thịt của mình, cho nên mình phạm tội và Đức Chúa Trời cho phép như vậy. Nhưng nên cho nên vì tội lỗi mà chúng ta chết. Nhưng mà cái câu hỏi cần phải đặt ra là chuyện gì sau khi chết, là tại vì mọi người đều đã phạm tội cho nên phải chết một lần rồi chịu đoán xét.
Nhưng mà câu thứ hai là câu dành cho con cái Đức Chúa Trời là hiện nay chẳng có sự đánh xét nào cho những kẻ mà được chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu được yêu mến. Cho nên trong không có sự đánh xét nào của những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, phải không? Thì như vậy cái chết đến với mọi người. Nhưng mà cái chết nó đến chỉ khi không phải là có chết hay không, nhưng mà cái câu trả lời là chừng nào chết và chết làm sao vậy thôi. Phải không quý mày chết? Nhưng mà con người tại vì không đầu phục Đức Chúa Trời cho nên con người nói là chết như vậy mới là đúng, chết như kia mới đúng. Nếu mà người dân ai chết trẻ thì được, nhưng mà người công bình thì phải chết già. Nếu mà con nít thì phải để cho nó sống. Nếu mà những người già không làm chuyện gì thì xin lỗi, có chết cũng không sao. Phải không quý bạn em? Những người mà làm ra tiền hãy để họ sống để họ làm ra tiền. Còn những người ví dụ như homeless hay là như một sư dũng thì cứ chết đi cũng chẳng ai tiếc. Con người là có một cái câu trả lời, tại vì tùy theo cái niềm tin của họ, tùy theo sự suy nghĩ của họ thì họ nói lúc nào nên chết, lúc nào cũng nên chết, và chết như thế nào mới là tốt. Nhưng mà cái câu trả lời không phải là chết như thế nào, nhưng mà mọi người thì sẽ chết. Nhưng mà chết lúc nào và thế nào là tùy theo Đức Chúa Trời mà thôi, phải quý bạn em? Và Ngài không thể trả lời của chúng ta. Nhiều khi mà chúng ta thấy cái câu trả lời nó không công bình, nó lại công bình. Nếu mà tôi nói cùng nguyên mạng trang, nếu mà Chúa không chết trên thập tự giá một cái nhục nhã như một tội nhân thì không ai được cứu hết. Cho nên Chúa phải chết một cái đó. Và có nhiều người chết mà bị chôn sống, là giáo sĩ bị chôn sống, nhiều người chết bị đốt. Nhưng mà đó nói lên là cái sự chết của Chúa Giêsu mà họ sẵn sàng chết cho Ngài. Có những cái đuốc mà họ bị đốt để nói rằng đó là cái sự sáng mà họ sẵn sàng chiếu sáng vì cơ Chúa Giêsu, phải nguyên mạng trang. Cho nên tôi nói cùng nguyên ban trang mình không biết, nhưng mà bất cứ một ai mà nói cùng nguyên ban trang như vậy, cái câu trả lời không phải là có chết hay không, tại vì ai cũng chấp nhận là phải có chết. Nhưng mà họ không chấp nhận là tại sao phải nguyên ban trang và lúc nào. Nhưng mà tôi nói cùng nguyên ban trang, cái câu mà sợ hãi đáng hỏi là sau khi chết thì sao? Nếu mà tôi chết mà tôi được lên thiên đàng thì có cái gì cản trở tôi, tại sao phải buồn cho tôi? Nếu mà nói là chúng ta đang sắp sửa lên quả tinh, hành tinh, hay là thủy tinh, mộc tinh, hay là y sinh tinh, ai cũng sẽ được lên trên đó, và lên trên đó mà sống đời đời lên đó không khổ, không buồn phiền, không có xứng đạn. Em lên trên đó là cái sống hoài, sống hoài, sống hoài. Có ai không muốn đi, phải không quý mình đấy? Đúng không? Nhưng mà tại vì con người không biết, tại đã đối với con người cái chết là một cái mất mát. Nhưng mà thật sự đối với Đức Chúa Trời có những cái chết là thuộc về Đức Chúa Trời và nó sẽ sống nguyên vẹn với Ngài. Còn những cái chết khác đối với những người mà không muốn có Ngài thì họ sẽ không bao giờ có Ngài. Giảng như vậy thôi. Nguyên bản cho em hiểu không ạ? Tôi rất là sensitive và nhạy cảm, chứ tôi không nói trong một cái sự dân ác. Nhưng mà cái câu trả lời phải là, nó không phải là chừng tại sao chết và chừng nào chết, mà câu trả lời là chết rồi thì sao? Và ngày hôm nay Ngài có câu trả lời cho chúng ta. Và nếu Ngài có câu trả lời để nói rằng ai tin Ngài có sự sống đời đời thì nó không quan trọng chết lúc nào và chết cách nào. Hai cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là sau khi chết chúng ta có thuộc về Chúa, hay là sau khi chết chúng ta sẽ xa Chúa bình viện. Và tôi nói cùng nguyên bà Trang, ở trên đất này chỉ có mấy chục năm mà mình không muốn ở với Chúa thì mắc mớ gì Chúa phải bắt mình ở với Chúa đời đời và đời đời vô cùng. Nếu ở trên đất này mình thờ phượng Chúa một lần hai tiếng mình chịu không nổi, mà nói gì Chúa phải bắt mình lên trên đó hát nhẹ nhúng hai cái tiền sứ 24/24, sáng hai chiều hai tối hát, không ăn không uống gì cứ hát, cứ ngợi khen Chúa, cứ tôn vinh Chúa. Thánh tay là Đức Chúa Trời rất cao. Ngày hôm nay giơ tay lên thánh tay còn chưa nổi mà theo lên tiên đàng, mấy bạn cho hiểu ý tôi muốn nói. Tại ra Đức Chúa Trời không ép buộc những ai mà không muốn Ngài, không cần Ngài, không thích Ngài, nhưng mà những ai mà muốn thuộc về Ngài thì không ra bao giờ sai cách Ngài. Đó là câu trả lời tôi và quý mình. Hay quá bạn quý mình nhé. Cho nên tôi tự nghĩ ra. Nhưng mà có một cái câu khác, nó cũng hóc búa không kém, nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời cần biết. Quý mình cho em tự nghĩ, tôi thường nói đó. Có những lúc thí dụ một đứa trẻ chết, mình sẽ nói là Chúa giải ái là sao giết đứa trẻ đó. Con của David tại sao chưa giết? Nhưng mà tôi đã trả lời cùng quý mình cho em. Con của David với bà Bathsheba đó, là trong một cái sự dâm dục của họ thì đứa trẻ nó chết. Nhưng mà chết thì nó không bị hoạn nạn giống như những đứa trẻ khác mà trong ngôi David bị giết, quý mình cho biết rồi, phải không? Thì đó là một cái sự thương xót của Chúa. Nhưng mà nếu tôi và quý bà anh chị em á, ngày hôm nay mình biết Hitler là ai, mà trật tự là ai, mình biết những cái đồ tể là ai, thì tôi và quý bà anh chị em đi trở ngược lại, nếu mà mình có thể giết đứa con nít đó thì mình có giết không? Câu hay lắm. Nhiều người mà đi trên đó, mà ngay cả những ông mà ra ứng cử thì lúc đó cái cơ nó hỏi, nếu mà ông biết trước Hitler là đứa con nít đó thì có giết không? Đừng trả lời nha, tại vì sẽ có người ném đá với mình trên, giết thì ông giết gì cũng sẽ có người ném đá với mình trên, tùy người ta thích thì ông thích.
Nhưng mà câu trả lời này không phải có tôi tức lắm, tại ông này ông trả lời trước tôi rồi. Có 10 phụ mục sư đấy, và cái câu hỏi đến từ đứa con của anh, nó hỏi, nó đi học rồi về, nó hỏi ông: nếu mà giờ ba có thể giết được đứa con nít là Hitler, lúc nó còn nhỏ ba có giết không? Thì câu trả lời của ông là: Đức Chúa Trời đâu có giết. Thế thì ông tức Đức Chúa Trời đâu có giết. Đức Chúa Trời biết Hitler sẽ là Hitler, biết. Đức Chúa Trời biết Hitler sẽ làm gì đối với dân Do Thái không? Biết. Tại sao Chúa đâu giết từ lúc con nít? Chúa vẫn để ông sống cho tới già, sống cho tới lúc mà giết hết thì Do Thái xá tiền dân rồi ông mới chết. Tại sao vậy? Tại Ngài là Đức Chúa Trời. Tại vì quý bà cho em biết rằng chúng ta không trị cái sự gian ác với sự gian ác. Tức là chúng ta ngày hôm nay thì đánh đâu tôi đánh lại. Phải quý bà cho em mình dùng muscle, tức là mình dùng cái xác thịt, mình dùng cái sức mạnh. Hãy ai đánh mình đánh lại. Phải không? Ai dùng kiếm mình dùng kiếm lại. Tức là hãy mà họ trả thù giống như vậy, hãy ai bơm với mình bơm lại. Vậy thôi. Đức Chúa Trời không có dùng vậy là tại vì không bao giờ cái sự gian ác nó hết đó. Mình giết một người sẽ có một người khác. Phải không quý bà cho em? Chính dân Do Thái đó là bị những dân ngoại bang từ Kandê với mà chỉ biết rồi bảy cái thời đại mà gian ác đó ép buộc, trong đó có dân Kandê rồi dân Grez rồi dân Persa, dân Medi, dân La Mã để mà tràn đạt và giết dân Do Thái, nhưng mà không chết được tại vì Chúa không cho dân chết. Nhưng mà hãy hết thời đại này tới thời đại khác, hết người gian ác này tới người gian ác khác, chứ cái sự gian ác không hết. Chỉ không có một câu trả lời chi sự gian ác là sự công bình của Đức Chúa Trời mà thôi, qua Chúa Giêsu. Và chỉ có một sự rửa sạch tội lỗi là qua Chúa Giêsu. Thật ra câu trả lời là Chúa Giêsu, chứ câu trả lời không phải là diện sự gian ác. Quý mạng cho em hiểu chỗ đó không? Có một ngày gian ác phải trả lời cho đó, có một ngày chấm dứt sự gian ác bằng sự thể hiện của Chúa Giêsu mà chúng ta trông chờ cho 1000 năm bình an và cho sự đời đời. Phải quý mạng cho em. Và trong lúc chờ đợi thì mọi sự gian ác nó phải run its course, tức là nó phải chạy trọn cái thời gian của nó. Quý mạng cho em nhớ, tôi không chia sẻ, nhưng mà sao Luca đoạn 8, sao Matthew đoạn 8 rồi nói về cái câu chuyện của Chúa Giêsu qua bên phía bên kia bờ, sau cơn sóng gió gặp hai người bị quỷ ám, phải không? Và quý bà chàng nhớ không? Là ly trình, phải không? Và hai quỷ đó nói: hộ ngài đến để làm khổ tôi trước giờ hay sao? Nó biết nó sẽ bị đuổi, nhưng mà ngài không diện nó lúc đó, nhưng mà ngài cho phép nó vô bầy hai và bầy heo và nhảy xuống biển nó chết. Tại sao Chúa không diện? Tức là cái gì của Đức Chúa Trời cũng có theo thời điểm của Ngài. Và chúng ta không phải là Đức Chúa Trời để nói tại sao. Nhưng mà chúng ta không có tiêu diệt tội lỗi được. Nhưng mà câu trả lời là Đức Chúa Trời chỉ có một mình Ngài chấm dứt tội lỗi. Nhưng mà trong khi thời gian tội lỗi nó chưa chạy xong cái course, tức là cái thời điểm của đó, thì Ngài đã trả lời cho những kẻ tin Ngài để tội lỗi không ảnh hưởng cho chúng ta cho đến cái thời điểm mà nó được định. Ngày hôm nay tại thập tự giá, Ngài rửa sạch để mà chúng ta không bị ảnh hưởng của tội lỗi. Và cái chết thay vì ảnh hưởng của tội lỗi, nó lại trải nên cái phước đối với con cái của Đức Chúa Trời, đúng không? Ngày hôm nay phước cho những kẻ chết là chết trong Chúa, tại vì sự chết không có quyền cho nó nữa. Phải không quý bà chị em? Amen. Ngày hôm nay tôi trả lời cùng quý bà chị em hai câu rất là quan trọng. Thứ nhất là cái sự chết ai cũng sẽ chết, nhưng mà con người giận Đức Chúa Trời là tại vì con người nghĩ rằng chết lúc này hay là ông này chết bà kia chết thì mới đúng. Nhưng mà chúng ta không biết gì mà. Phải không quý bà chị em? Chúng ta không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Nhưng mà mọi người sẽ chết. Nhưng mà cái câu trả lời thứ hai là nếu mà chúng ta chết ở trong Chúa, đó là một cái phước thật. Và chúng ta cần phải hỏi là cái gì xảy ra sau khi chết. Cái điều đó nó quan trọng hơn, tại vì ai cũng sẽ chết hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống đời đời, và cái chết chỉ là cái lìa, cái thành tạc thôi. Còn quý bà chị em, thế buổi chiều nay có nhiều điều ở trong lòng tôi, nhưng mà tôi nói cùng quý bà chị em, chúng ta rất là may mắn, không có ai bị ảnh hưởng về những cái điều mà mới xảy ra, không có bị bạo lực, không có bị sự đó. Nhưng mà điều nhiều lúc những cái đó nó làm cho chúng ta coi thường. Có nhiều người thì sợ hãi đến nỗi mà tìm mọi cách để trốn, và trốn chỗ nào gì ở phía trên, một bên bị lụt, một bên bị động đất, một bên bị bão tố, chúng ta chạy đâu? Phải quý mình chết, chúng ta không có làm gì đó. Và đó là những cái cơ hội để ông tổng thống của tôi bị chỉ trích, tại vì đi đường nào cũng chỉ trích, nói câu nào cũng bị chỉ trích hết. Nhưng mà nói chung là tất cả những điều đó là cái dấu cuối cùng của tội lỗi, dấu cuối cùng của những sự hoạn nạn trên thế gian này. Quý mà cho em đọc Khải Huyền từ đoạn 4 tới đoạn 6, tôi đã nói nhiều lần rồi, đoạn 10, đoạn 11 đi tới là nói về những sự cuối cùng như thế nào. Ai nghĩ rằng có nhiều người nói là nếu mà chúng ta yêu nhau hơn, chúng ta biết chăm sóc nhau hơn, không có hoạn nạn và khó khăn. Nhưng mà cái yêu của con người là cái yêu ích kỷ, cái yêu của con người là cái yêu mà giới hạn, và nó phải chấm dứt. Phải không quý bạn cho em? Chúng ta không có thể yêu mà ngay cả ngày nay, nếu mà tôi nói tôi yêu tất cả quý bạn cho em, vợ tôi sẽ giận, gia đình tôi không thích. Tại vì phải có cái giới hạn nào, tôi phải yêu vợ tôi hơn, tôi yêu gia đình tôi hơn. Phải không quý bạn cho em? Chứ không có yêu mà tôi nói
thật cũng biết mà cho em có một thời gian là mai tôi lúc đó là còn độc thân. Chứ có nhiều anh chị em thanh niên buồn tới lúc 2-3 giờ đêm ra buồn quá, đi ra gọi điện thoại kêu tôi đi ra ngoài đường, đi ra để mà uống cà phê rồi nói chuyện để mà giải quyết nan đề rồi cầu nguyện. Mà mai lúc đó tôi độc thân, chứ tôi mà có vợ tôi đi ra ngoài đường là tôi như tiêu rồi. Quý mà cho em hiểu không? Tại đây có những cái giới hạn của con người, có những cái yêu giới hạn mà dầu tôi có yêu, tôi cũng yêu gia đình tôi trước, rồi tới họ tánh tôi là nó gồm yêu mà chê, rồi tới quê hương tôi, rồi tới quê hương người khác chứ, người nào cũng vậy. Và tới lúc bảo vệ thì bảo vệ ai? Bảo vệ gia đình mình, bảo vệ hội thánh mình, bảo vệ cộng đồng mình, quê hương mình, rồi mới tới bảo vệ người ấy. Vì đó mới có chiến tranh. Nếu mà bây giờ đó thì có nhiều người sống thì ai sống? Việt Nam hay Mỹ? Đối với Việt Nam thì Việt Nam nên sống, đối với Mỹ, Mỹ sống. Quý mời cho em thấy vậy, thành ra không có câu trả lời nào cho nhân loại hết, nhưng mà câu trả lời nào trong Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong ngày thì không phải chúng ta miễn nhiễm, nhưng mà chúng ta miễn cái chất độc của sự chết ra trên chúng ta. Và trong chất độc của sự chết đó, nó có thể dẫn tới cái sự thất vọng, nó dẫn tới sự sợ hãi, dẫn tới lo lắng. Mà con cái của Đức Chúa Trời không cần phải sợ hãi và lo lắng. Nhưng mà nói rằng trong anh em có ai chịu khổ, who suffering, nếu mà chúng ta có chịu khổ, và tôi nói là không phải bị Las Vegas mới khổ hay là những bị hoạn nạn bởi vì đói kém là mới khổ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang bị tấn công của ma quỷ. Ngày hôm nay tôi nói cùng nguyên mà cái ma quỷ không muốn chúng ta là chiến sĩ của thập tự giá, mà nó chỉ muốn chúng ta chiến trận với xác thịt thôi. Mà trong lúc chúng ta là chiến trận với không phải với thịt và huyết, nhưng mà chiến trận với chủ quyền cái thế lực, nó chỉ muốn chúng ta chiến trận với thịt và huyết mà thôi. Chúng ta buồn, chúng ta phiền, chúng ta giận, chúng ta lo, phải nguyên mà trên. Ai không lo trong cuộc đời của quý mình trên? Mai chào ai không biết là Chúa lo hết. Nhưng mà đụng tới thì mình buồn, mình sâu khổ, mình giận, mình phiền, và mình có những cái cay đắng trong cuộc đời. Nhưng mà tôi nói cùng quý mà trên, xin nhớ với tôi cái trong tuần rồi tôi luôn luôn có một cái điều thao thức mà tôi nói và câu trả lời là trong anh em có ai suffering? Quý mình trên có những cái suffering, chịu khổ, tại vì con mình không phải đứa nào cũng cùng Chúa hết. Thơ tập của mình không phải ai cũng tin Chúa hết. Chưa nói tới những cái đường xa, phải không quý mạng trên? Nhưng mà cái đó là cái đường gần nhất. Và học ai tin Chúa. Và nhiều lúc mình nghĩ tới, tôi không biết quý mạng cho em sao, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa có một điều là tôi đã quyết định lâu rồi trong cuộc đời tôi là Chúa, tôi không phải là Chúa. Tôi lo, tôi ra Chúa, rồi xong. Tại vì nếu tôi suy nghĩ, tôi thấy nhiều người còn chết quá, nhiều người còn hư mất quá, rồi làm sao? Vợ tôi và tôi luôn luôn thổn thức con nít này, sao mấy mốt đứa nào lớn lên nó cũng bỏ nhà thờ hết, làm sao? Tôi nói làm sao? Tôi làm sao được? Sao lo được? Tôi đâu có giảng nữa, bây giờ tôi giảng ai giảng đây? Tôi lo đâu mà bây giờ cái tiếng Anh của tôi cũng không phải là tiếng Anh tụi mày nói nó không hiểu đâu quá. Đang nói chuyện ngon mà tới lúc nào mà không muốn nghe thì quá. Không hiểu gì hết. Coi như talking mà không hiểu gì hết. Quý mà cho em hiểu không? Tại ra bây giờ tôi không có thể làm sao, nhưng mà chỉ nói rằng có một điều mình vẫn làm được trong thời kỳ cuối cùng này là mình cầu nguyện. Sau cùng cầu nguyện của người của mình có linh nghiệm nhiều, effective, có linh nghiệm, chứ không phải được trả lời như ý của tôi và quý mà cho em, nhưng mà effective. Và tôi sẽ nói cùng quý mà cho em chết rồi, hết giờ rồi. Tại vì bài giảng nó hay quá quý mà cho em. Tôi nghĩ trong lòng không mà tôi đã cảm động tên Chúa mấy chục lần rồi. Quý bà cho em tới chiều hôm nay tôi muốn nói cùng quý bà cho em ba điều căn bản rất là quan trọng. Thứ nhất là tất cả những hoàn cảnh quý bà cho em đẩy quý bà cho em chỉ cầu nguyện. Quý bà cho em có quyền phản ứng bằng cái xác thịt của mình là lo lắng, là bực dọc và sợ khổ. Và quý bà cho em biết, quý bà cho em buồn một á, không phải mình quý bà cho em ba hoàn cảnh nó buồn theo quý bà cho em, đúng không? Mình bực mình la không? Mình la chứ nhất là mình lên má, xong rồi tới chồng mình, tới con mình, tới vợ mình, tới những người xung quanh phản quý bà cho em. Là tới hội thánh mình ai mà trong gia đình có sầu khổ biết là đi nhà thờ, là tôi bây giờ tôi biết là cái vẻ mặt giống như vẻ mặt của cá in á, tại sao mặt ngươi trù xuống, cái mặt mình sụ xuống đó là cái mặt vậy đó quý mời em, tại vì mình có sầu khổ. Nhưng mà đã nói rằng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và ngợi khen mà dâng cho Đức Chúa Trời, thì tôi đã nói cùng quý mời, chỉ nhiên cái đó là một cái thói quen mình không làm được. Tại thói quen của con người của mình là mình lo, và mình phải cái lời hẹn, mình phải có câu trả lời. Mình cầu và mình xin Chúa, nhưng mà xin Chúa mà chưa thấy thì vẫn lo và vẫn sợ. Phải không quý mà cho em? Xin Chúa mà thấy liền thì hết lo, mà không thấy liền thì còn lo. Nhưng mà đó là cái điều mà Chúa muốn dẫn mình tới, để rồi mình biết rằng Đức Chúa Trời làm chủ trên tôi và quý mà cho em. Tôi nói chuyện với một người bạn đó, và tôi cẩn thận, tại vì hôm thôi người này không dám mời tôi đi uống cà phê.
Tại vì mọi là người này vốn tin Chúa, sao là không đi nhà thờ nữa, và nói là tại vì tin lành khó quá, tin lành tin Chúa rồi, bác ba gia đình không cho thờ tượng, không cho trời cha mẹ, ta nói đổi rồi, nhảy qua Công giáo. Cái tôi trong bụng tôi nghĩ, ủa Công giáo đâu có sao tin lành đâu cũng vậy thôi mà. Nhưng mà thôi tôi không nói, nhưng mà tôi là tôi biết là tới lúc nào đó thì người đó nghe, chứ không phải là mình cần phải mà tranh cạnh và giảng về tôi mới. Nhưng mà mỗi lần mà gặp đó thì ít nhiều gì tôi cũng né, tôi nhảy vô, tôi xỉa vô chút xíu. Và khi rồi khi nói chuyện đó thì tôi chỉ nói là tôi không biết anh sao, nhưng mà nếu mà tôi không có Chúa đó là không có cái gì mà đáng sống trên thế gian này, là tại vì thấy cái gì nó cũng khổ sở hoạn nạn, rồi giống như mình sống để ăn rồi để chết. Thì tự ảnh anh thay ra, tự ảnh anh nói ảnh tin là có đời sau, anh tin là có ba, anh tin là có đời sau này nọ. Thành ra anh ráng ăn hiền ở làm, ráng đạo đức với mình trên biết rồi. Tôi không có thì giờ nói, nhưng mà đại khái lúc đó tôi thì giờ nhiều, nhưng mà tôi chỉ ngay cái câu đó tôi nói đó là cái sự câu trả lời của con người, là luôn luôn có một cái câu trả lời ngay cả cái đời sau của mình nữa. Nhưng mà điều đó nói lên là con người phạm tội với Chúa, tại vì chỉ có Chúa có câu trả lời cho mình, chứ mình không có câu trả lời. Nếu mà mình có câu trả lời cho đời sau của mình thì ai là Chúa? Mình là Chúa, đúng không? Và đó là con người muốn, tức là ăn hiền ở lành thì sẽ phải cái đời sau tốt hơn. Tôi làm tốt thì đời sau phải tốt hơn, tôi làm tốt thì con cái tôi phải được đức. Thì đó là cái chỗ mà con người được cứu bởi việc làm. Thì có người làm theo tôn giáo, có người tự làm, như là con người tự có một cái câu trả lời. Nhưng mà điều đó nói ra là con người phản thượng, tại vì không bao giờ con người có một câu trả lời mà câu hỏi thuộc về Đức Chúa Trời. Câu hỏi là ai cho ngươi sống, câu hỏi là sự sống đến từ đâu, câu hỏi đó là chừng nào ta lấy sự sống đi, câu hỏi là nếu mà chết đi ngươi đi đâu. Cái câu hỏi đó là của Đức Chúa Trời, và con trả lời chỉ có Đức Chúa Trời trả lời mà thôi. Phải không quý mạng trên? Cho nên con nói cùng quý mạng trên, nếu mà chúng ta biết đó thì mọi sự sẽ đẩy chúng ta đến sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện tôi quý mạng trên sai thật là tại vì mình cầu nguyện, mình tin rằng Chúa phải trả lời giống như mình muốn. Nhưng mà thật sự cái sự cầu nguyện là đẩy mình về cái sự tùy thuộc Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là nói rằng Chúa ơi, con depend on Ngài, Chúa ơi, con tùy thuộc vào Ngài, Chúa ơi, con giao gia đình con cho Ngài, con giao đời sống con cho Ngài, con giao hội thánh con cho Ngài, con giao những gì lo lắng của chúng con, những gì con không làm được cho Ngài và chỉ Ngài mà thôi. Đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta depend on God. Phải không quý bà anh em? Khi một đứa con nít nó chạy lại nó kêu quý bà anh em là nó depend. Nhớ câu chuyện mà môn đồ trên bông tà mà gần như chìm ra. Lý do nào mà khiến họ kêu Chúa là tại vì họ hồng chết, họ không có câu trả lời. Cho nên mặc dù cái sự kêu cầu Chúa của họ sai, mặc dù là họ thiếu đức tin, nhưng mà họ vẫn tin là Chúa của họ có cái gì đó mà hơn họ. Phải không quý bà anh em? Và ngày hôm nay chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời có cái gì mà hơn chúng ta. Chúng ta không làm được, chúng ta nín lặng mà nói rằng tôi tùy thuộc Đức Chúa Trời. Đó là sự tin cậy mà chúng ta cầu nguyện. Thì lời cầu nguyện của người công bình phải có nghiệp gì, và tôi chỉ định nghĩa ngày hôm nay người công bình là người của Đức Chúa Trời chẳng gì vậy thôi. Tôi cầu nguyện bạn cho được công bình bởi đức tin, công bình bởi Chúa Giêsu, công bình bởi việc làm của Chúa Giêsu, công bình bởi vì tin việc làm của Chúa Giêsu mình được kể là công bình trong cái thánh đầy dẫy những chỗ nói trong Roma, trong Hebrew, tất cả những thứ tính nào cũng nói chúng ta là người công bình bởi đức tin. Thì chấm dứt chỗ đó. Bởi vì chúng ta công bình thì lời cầu nguyện của chúng ta, điều lời cầu nguyện chúng ta có lên nghiệp nghiệp đó effective. Nếu mà không chúng ta sao cũng thay cầu nguyện. Nhưng mà tại sao chúng ta cầu nguyện mà không được? Thì gia cơ cũng nói tôi không có trả lời cùng với bà trên của chuyện này. Là đã nói rằng chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất, chúng ta không được vì không cầu xin. Mà chúng ta không cầu xin mà không được vì cầu xin trái lẽ. Và trái lẽ ở đây là trái lẽ cái đường lối của Đức Chúa Trời đó. Nên chúng ta muốn mới đi đường này, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn đi đường khác mà mình không biết, mình cứ cầu nguyện đường này hoài thì mình chưa không phải là nó sai. Nhưng mà dùng trong tư dục mình, tư dục là gì? Cái xác thịt của mình, tức là mình cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho gia đình con, cầu nguyện để con được mạnh, con được khỏe, con có tiền, con giàu có, con sung mãn, con hầu việc Chúa, cái gì cũng là con hết. Phải không quý bà em? Khi cầu nguyện trái lẽ dùng cho tư dục mình thì mình không được vậy thôi. Thì câu trả lời cuối cùng là gì? Là đường thứ ba đó. Nếu mà mình cầu nguyện mà cầu nguyện đúng lẽ theo đường lối Đức Chúa Trời thì mình sẽ được. Tại sao? Điều đó đã được ban cho bởi thập tự giá rồi. Tất cả những sự chữa lành cần có được ban cho trên thập tự giá. Tất cả những sự cung cấp cần có đã được ban cho trên thập tự giá. Tất cả những con đường cứu rỗi, con đường của sự chữa lành, con đường của sự yêu thương, con đường của sự tiếp thọ đã được cung cấp trên thập tự giá. Bây giờ mình nhận và cầu nguyện đó, con tùy thuộc Ngài nè. Con có thể chạy đâu này, con chạy đâu kia, mà càng chạy con càng mệt, càng chạy con càng lo. Bây giờ con chạy thẳng tới Chúa nè. Khi chạy thẳng tới Chúa rồi đó thì Chúa chỉ bên phải đi bên phải, Chúa chỉ bên trái đi bên trái.
Không bao giờ tôi nói cùng quý ông anh chị em cầu nguyện rồi không đi làm, hay là cầu nguyện rồi không đi bác sĩ. Nhưng mà tôi đi bác sĩ và đơn mà tôi tin cậy là Đức Chúa Trời. Quý bà chị em có thấy rồi, mình đi cùng một bác sĩ mà có lúc đi hết, có lúc đi không hết. Điều đó để nói gì? Đấng chữa lành ngưỡng lại Đức Chúa Trời. Phải quý bà chị em. Và khi nếu như mà nói ngược lại, nếu vậy tin vậy thì đừng đi. Ủa thì nếu mà tin Đức Chúa Trời là đấng cung cấp, đừng đi làm đi mọi thử coi ai chết cho đói trước. Quý bà chị em hiểu không? Tức là nhiều người cứ cắt cớ, tức là thích cái gì cứ nghiêng nó, hãy mà tin cậy Chúa thì đừng đi bác sĩ. Ai nói Chúa cho bác sĩ làm gì? Ủa tự nhiên trong mười mấy môn đồ của Chúa có bác sĩ đi làm cháy? Đâu phải tình cờ ngẫu nhiên. Giá ông bác sĩ vô trong mười mấy môn đồ của Chúa, quý mà chơi biết phải không? Luca là bác sĩ. Thật, để làm gì? Chúa có quyền chữa lành mà, sẽ để ông bác sĩ vô trong đó. Amen. Mà nói thêm nữa, Chúa là có quyền giảng mà. Con khỉ, xin lỗi, con người đó có thể nó lộn. Con người có thể mở miệng ra mà giảng lời của Đức Chúa Trời mà, cần gì môn đồ? Cần gì tôi và quý ông anh em? Nhưng mà cái câu trả lời là Đức Chúa Trời ngài làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta thì làm bộ phận của mình. Nhưng mà không có chỗ nào nói là mình không có quyền có bạn bè, không quyền có những người xung quanh, không quyền có người cầu thay. Đó là lý do mà mình cầu nguyện cho nhau, quý mà nghe thấy không? Hãy xin tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện chi? Nếu mà Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng nghe tôi, tại vì tôi mắc mới với cầu nguyện cho quý mạng cho em. Tại vì đó là cái body of Christ, đó là cái thân thể của đấng Christ. Ngài muốn chúng ta như vậy. Nhưng mà đấng mà mình trông cậy vẫn là Đức Chúa Trời, là đấng cung cấp cho tôi một quý mạng cho em. Chết rồi, hết giờ rồi. Nhưng mà tôi muốn chỉ cho quý mạng cho em thấy là thứ nhất là hoàn cảnh đẩy mình tới kêu cầu Đức Chúa Trời. Kêu cầu đây là sẵn sàng đi theo đường lối của Ngài để nhận cái điều tốt lành nhất của Ngài trên tôi và quý mạng cho em. Và chúng ta tin cậy Chúa. Cứ mỗi lần mà mình không thích câu trả lời của Chúa là mình nói gì? Xin lỗi Chúa, thiếu hiểu biết thôi tôi, vậy mới đứng là Chúa. Đúng không? Mỗi lần mình cầu nguyện mà Chúa không trả lời cái đường lối của mình, cái mình tức, mình nắm ức. Phải không? Sao tôi cầu nguyện mà ông bên cạnh được lành mà tôi cứ bệnh hoài? Tôi cầu nguyện mà người khác được hạnh phúc, người khác được sung mãn mà sao gia đình tôi cứ thiếu thốn hoài, giống như tôi cầu nguyện sai vậy đó. Tôi cứ cười hoài, tôi cứ chào thì dĩ nhiên Chúa biết tôi nói dở chứ Chúa không cần bàn tôi là có tội. Tôi nói là đường đi trên đàn là đi ngang bên Texas, thì giống như là bên Texas được phước vậy đó. Giảng bồi linh thì người ta đi từ Việt Nam đi Na Uy đi Texas đi, tức là cả mấy chục tiểu bang cũng đi qua bên Texas của một sư khánh để tham dự. Việt Nam cũng có tiền đi, rồi mấy quốc gia khác Đức Phi gì cũng có tiền để mà đi đi học á, giống như là phước nó rớt bên Texas vậy đó. Xong rồi hết bên Texas rồi nó rớt bên Arizona, tại tôi thấy một sư Arizona cái nào cũng có nhà 3 triệu hết. Trong đó có những đệ tử của tôi. Xong rồi một sư thịnh được mấy mấy mé qua si đô, một sư thịnh cũng có việc làm được trả lương tháng 3 ngàn. Nghe tội thân, tội tân. Đệ tử tôi. Thế nên tôi nói dường như là cái đường thiên đàng nó rớt xuống nó mé tới California của Canada. Như là nó còn rớt qua mấy chỗ khác nữa. Không, tới chỗ mình. Ở đây có một sư tính, có một sư nhật toàn và dân thứ dẫn không ạ. Tới mình cái mình bị nhớ lầu hàng. Không hiểu. Nhưng mà tôi nói cùng quý mình cho em, Đức Chúa Trời của chúng ta cầu nguyện không phải. Đức Chúa Trời của chúng ta cầu nguyện, Ngài biết sức của chúng ta, Ngài biết thượng định của chúng ta, và Ngài biết cái cuối cùng của chúng ta là gì. Tôi nói giỡn cùng quý mình cho em, chứ con số không định nghĩa là Đức Chúa Trời có ở cùng chúng ta hay không. Quý mình cho em biết sức rồi đó. Mà Đức Chúa Trời ở cùng là như thế nào? Là khi chúng ta đi qua sóng gió mà chúng ta chẳng sợ tai họa nào, tại vì Chúa ở cùng chúng ta. Cái đó là chúng ta biết. Thành ra cái hoàn cảnh nó đẩy tôi và quý bà trên cầu nguyện. Và ở đây quý bà trên thấy người cầu nguyện, người công bình lấy lòng sốt sắng, dĩ nhiên sốt sắng ở đây là cầu nguyện ngày và đêm, cầu nguyện hết lòng hết ý lên đầu. Mà một lần nữa khi Chúa nói cầu nguyện không thôi, không phải là cầu nguyện dài dòng. Cầu nguyện không thôi là gì quý bà trên? Nghĩa là một cũng là Chúa, hai cũng là Chúa, ba cũng là Chúa, than thở cũng là Chúa, tôn vinh cũng là Chúa, có ngợi khen cũng là Chúa, có cần phải nói cũng nói với Chúa, có cần phải than thở cũng than thở với Chúa, cần nhận lãnh sự công an cũng nhận lãnh từ Chúa. Trong tuần rồi tôi không muốn hỏi, tại vì trên TV mà tôi sẽ hỏi sẽ mắc cỡ lắm. Nhưng mà tôi nói cũng biết bài trang kỳ rồi gì là đọc châm ngôn phải không? Thôi tôi có cho quyền quý bài trang dùng dưới đó, ta ăn mà dùng tôi thấy xạo tôi biết liền. Tuần rồi không biết có ai có một ngày, mỗi một ngày đọc một đoạn, là tôi nói có một đoạn thôi. Mà tôi nhắc những trên em thanh niên mà tôi thấy có một hai người trả lời thôi. Nhưng mà dầu sao là tôi cũng mang tội cùng quý bài trang, đó là chính tôi làm cho quý bài trang chấp thận, tại vì tôi bị quý bài trang đọc. Mà nên, nhưng mà cái lý do đó, tại vì nếu quý bà cha cố gắng đọc lời Chúa là mình sẽ sống bằng cái lời Chúa. Mà ngay cái sách trong ngôn tôi mà giảng là hết bài giảng của tôi, nhưng mà trong ngôn bắt đầu để nói về cái sự khôn ngoan,
Sự khôn ngoan, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức và sự khôn ngoan. Và sự tri thức phải xây dựng chúng ta không phạm tội. Khi quý mà cho em hành động, phải hành động bằng khôn ngoan Đức Trời. Khi chúng ta suy tưởng bằng sự khôn ngoan Đức Trời. Khi chúng ta cầu nguyện bằng sự khôn ngoan Đức Trời. Khi mà chúng ta bắt đầu suy tưởng, suy nghĩ, hay là chúng ta bắt đầu nói bằng sự khôn ngoan của Đức Trời, chúng ta sẽ không phạm tội. Và quý mà cho em đọc trong mấy cái đoạn đầu đó, mình thấy là nếu mà nghe lời của Chúa, nghe lời dạy của cha và giữ lời của mẹ đó, thì quý mà chỉ như đó là nói về cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không thiếu thốn, chúng ta sẽ không hoạn nạn, chúng ta sẽ không bị chết ở dưới những cái sự và hoạn nạn và bị rủa xả của thế gian này. Tại vì Đức Chúa Trời sẽ bên vực Đức Chúa Trời ở cùng. Quý mạng cho em mà đọc những lời đó thì Las Vegas không ảnh hưởng tới quý mạng cho em, thì những cái tai nạn không ảnh hưởng tới quý mạng cho em, có nghĩa là không ảnh hưởng cái tâm linh mình, không bị rung động. Phải, tôi không biết là chừng nào, nhưng nếu mà tôi ngồi tôi cứ sợ, tôi đâu dám đi đâu, tôi đâu dám đi chợ, tôi dám làm gì hết. Tai nạn thì linh buộc đến phải quý mà cha mình. Nhưng mà nếu mình biết điều đó thì sự khôn ngoan khiến mình trong cả Đức Chúa Trời. Thầy ta luôn nói cùng quý mà cha em, hồi nãy tôi cố tình để cho anh Phi đọc Châm Ngôn đoạn 8, tại vì bữa nay là 8 tây thì mình đọc mỗi ngày cả. Okay, tôi đọc dùng quý mà cha em nửa đoạn rồi đó, về đọc tiếp nửa đoạn kia. Nhưng mà tôi nói cùng quý mà cha em là khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy là linh nghiệm nhiều. Tại sao? Tại vì chúng ta nằm trong ý của Chúa. Tôi muốn đi nữa, tại vì chưa vô cái bài giảng tôi, nhưng mà cái câu 19 á, xin lỗi câu 19, 17 ha, Eli là 17 dạ. Ok, quý mà cho em ai cũng biết Eli hết. Eli là người cầu nguyện rồi hạn hán, xong rồi cầu nguyện có mưa. Anh quý mà cho em ai cũng biết câu chuyện đó, nhưng mà quý mà cho em biết rằng Eli vốn yếu đuối như chúng ta, không lúc lên lúc xuống, nhớ không? À, khi mà Chúa trả lời tôi thì Chúa không chứ hay là sợ rồi sợ thằng Ben, nghĩa là đủ ổng giống như mình thôi. Ở đây tôi không có thời giờ để nói, nhưng mà quý bạn cho em thấy, quý bạn cho em biết là Đức Chúa Trời nói trước là không có mưa không? Đức Chúa Trời nói trước sẽ không có mưa, nhưng mà Eli phải cầu nguyện. Chúa nói Eli cầu nguyện không mưa, rồi xong Chúa nói là sẽ có mưa phải không? Chúa nói là hãy đi nói qua hát là sẽ có mưa, nhưng mà ổng phải cầu nguyện. Ông cầu nguyện thấy đám mây kéo tới rồi bằng cái cụm tay rồi bla bla bla. Phải không? Quý mà cho em hiểu không? Okay. Ở đây là cái quân bình. Không phải vì Đức Chúa Trời chúng ta phải bằng ngài nói, ta cho các ngươi sự sống, ta cung cấp cho các ngươi, ta chữa lành cho các ngươi. Không có nghĩa là ngồi y đó. Nhưng mà chữ ở đây khi mà cầu nguyện tức là tin điều Chúa nói và làm nên cái điều Chúa biểu. Mình cứ ngồi đó cãi hoài, nếu mà Chúa muốn rồi mát mới gì tôi phải cầu nguyện. Đây là tôi cầu nguyện chỉ cho mệt, nếu mà Chúa ý Chúa thì Chúa làm. Một sư Vũ nói hoài mà, đâu cần đi nhà thờ, đâu cần đọc kinh thánh, đâu cần cầu nguyện, làm ơn đi, cái đó làm biến. Nhưng mà nếu chúng ta trong Chúa, Chúa đã nói trước không mưa, nhưng mà ngươi cầu nguyện cho nó không mưa. Chúa nói trước sẽ mưa, ngươi cầu nguyện cho nó có mưa. Mà đâu phải ngươi cầu nguyện có mưa, mà tại ngươi vâng lời ta thì ta làm thành cái điều ta đã phán cùng ngươi trong cái ý của ta. Quý mà cho em thấy rõ ràng không? Tại ra đây tôi chỉ nói cùng quý mà cho em là khi ông cầu nguyện cố xin cho được bữa, cố xin ra đây là ông cầu nguyện nó làm hết đi. Nhưng mà Chúa đã nói không mơ rồi. Mà quý mà cho em thấy nhiều khi cái lời cầu nguyện theo ý Chúa nó ngược lại con người không? Tự nhiên mà cầu nguyện cho đừng mưa. Ai mà nói tôi cầu nguyện cho quý mà cho em đói là quý mà cho em đến đá tôi chết, phải không? Nhưng mà trong 3 năm nữa cầu nguyện không có mưa chơi vậy đó. Thay vì ông năn nỉ Chúa thôi, Chúa ơi thương xót này nọ không? Chúa yêu cầu nguyện không mưa không mưa vậy thôi. Từ nào tao biết cầu nguyện có mưa. Tôi là quý bạn trang vậy, mình cầu nguyện mình nói ơn vậy mới là tốt, một kia không tốt phải không? Chứ mắc mới gì cầu nguyện không mưa, đúng không? Cầu nguyện với ma ra ơi Chúa tha đi, nếu có 5 chừng người cho tha không, 4 chừng người tha không, 3 chừng người tha không, 2 chừng người tha không, phải không? Nếu mà Chúa tha chứ đâu cần năn nỉ, phải không quý bạn trang? Cho nên cái chỗ tôi muốn nói, nhưng mà Chúa muốn là khi chúng ta cầu nguyện thì không mưa, rồi khi chúng ta cầu nguyện lại thì có mưa, tại vì Chúa nói trước như vậy. Ngày nay tôi không biết người nào được làm, người nào sẽ còn chờ thời gian đi làm, mà tôi chỉ vâng lời Chúa là ta chỉ cái nào được làm vậy thôi. Quý mà cha cũng vậy, trừ khi chúng ta có lời của Chúa và chúng ta biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho ta. Mà tôi nghi những người đó, tôi đã từng thấy những người tiên tri con trai đang gái, tiên tri để con gái đang trai. Rồi tiên tri đó, những người hầu Chúa xa bỏ Chúa qua đạo khác. Thành ra tôi sợ mấy người đó. Nhưng mà tôi tin có lời tiên tri, nhưng mà cái gì có lời tiên tri không phải của Đức Chúa Trời mà của con người. Thì đầu tiên quý bạn cho em biết rằng khi chúng ta cầu nguyện, it shall come.
sẽ có câu trả lời của Chúa. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện theo đường lối của Ngài, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cùng quý bạn trên một cái điều quan trọng hơn. Lý do tôi và quý bạn trên cầu nguyện ở trong Ê-phê-sô, thiệt là quý bạn trên coi như cầu nhật phúc, tôi chỉ quý bạn trên trong Ê-phê-sô, đây là một cái điều mà chúng ta cứ chặt và chúng ta cầu nguyện Chúa tiếp trợ cho cái điều mà Chúa đã làm. Nhớ không, trong Ma-thi-ơ nói rằng những điều ăn uống và mặc Ngài đã biết và đã ban cho cha các ngươi trên trời vốn biết rồi. Nhưng mà trước nhất hãy cầu nguyện sao? Tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, tức là tìm kiếm ý Chúa, thì Ngài sẽ ban những cái điều đó, ăn uống và mặc. Nhưng mà mình thì suốt đời cầu nguyện ăn uống và mặc, phải nguyên mạnh cho em tình cảm, tức là mình cứ ăn uống và mặc cho con, ok, ăn cho thả rồi mặc rồi xin Chúa cho ốm. À, quý bà trên Chúa cho con ăn ngon, ngủ ngon nhiều quá, ăn ngon nhiều quá, mặt Chúa ơi cho con ốm, xuống mắt áo rồi Chúa ơi cho con tiêm có máu nhiều quá là cao, máu cao. Phan quý bà trên thành ra cái gì mình cũng có chuyện được hết á. Nhưng mà Chúa nói là khi mà tôi và quý bà trên ở trong Chúa, chúng ta cầu nguyện là đã được kiểm nghiệm. Nhưng mà việc đầu tiên là chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghiệp của Chúa, tất cả những điều khác được ban cho phải quý bà trên. Rồi quý bà trên thấy thì cái điều đó là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, thành ra chúng ta không cần phải cầu nguyện. Cha các ngươi trên trời vốn biết rồi, chỉ nhận cái điều mà đủ cho. Mà tôi đã nói cùng quý bà trên, có ai ở đây không được sự cung cấp của Chúa không? Tôi không thấy ai ở chuồng hết, có là có đồ mặt. Nếu ai không có lời chị Cúc chị Mai cho cái tấm vải che thân, chị thờ Mai mà, phải không? Và tôi biết dư sức trong tủ quần áo quý bà trên ai cũng có chục bộ đồ hết, phải không quý bà trên? Tại ra không có ai mà thiếu hết á. Ít nhất là trong phòng này, ít nhất có ai thiếu ăn không? Giờ tôi cứ nghe nào đó, tới từ thứ năm là tại thứ năm là quét là liền ra, bà phải quăng đồ, vừa quăng đồ vừa bực mình, tại vì đồ ăn mà hãy không mua thì lại nói không có ăn, mà mua thì không ăn, ăn dư ngày mai nó ăn đồ bổ cũ thì không ngon, đau bụng nữa, mình đi mua đồ mới dân lễ đâu ai thiếu, phải không biết mà chứ. Nhưng mà mình cứ lo, mà Chúa nói tìm kiếm Ngài. Nhưng mà tôi nói cùng biết bạn trên ở trong Ê-phê-sô nói rằng cái sự mà chúng ta cần biết á, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 rất là lẽ quý mà trên hai điều quý mà trên đấy, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Tại vì chúng ta đánh trận ở trong câu 12, chẳng phải cùng thịt vừa quyết bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian, mà tối nay cùng các thành trực ở trên trời. Cho nên phải lấy bỏ khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể chống cự lại và khi thắng hơn mọi sự, rồi anh em được đứng. Chúng ta được đứng khi chúng ta thắng, và chúng ta thắng khi chúng ta chống cự. Không bao giờ chúng ta chống cự mà chúng ta thua, chúng ta chống cự là chúng ta thắng, tại vì chúng ta chống cự trong danh của Chúa Giêsu và trong quyền phép của Ngài, trong lời của Ngài. Ở dưới cái màn che đã tôi hết bây giờ rồi, nhưng mà lấy lễ tha rồi chúng ta lấy áo giáp bằng sự công bình, rồi chúng ta lấy giày dép bằng sẵn sàng của tinh lành, rồi chúng ta lấy đức tin làm vững, rồi chúng ta có lấy sự cứu chuộc làm áo triền thiên, rồi lấy gương của Đức Chúa Trời là lời chân chỉ, tức là lời cầu nguyện. Okay. Thì quý bạn cho thấy là cái sự cầu nguyện chúng ta là chiến trận, là tại vì có một cái quyền lực mà nó áp chế, nó chậm với chúng ta cái sự nhận lãnh ngàn này. Thứ nhất, nếu mà chúng ta cầu nguyện trong ý Chúa và chúng ta tìm ý Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn cầu nguyện trong ý Chúa. Quý bạn cho biết điều đó không? Có nhiều người hỏi là sao tôi biết ý Chúa mà cầu nguyện? Có tìm Chúa không? Tìm Chúa là tìm sự công bình của Ngài, tìm Chúa là tìm sự vinh hiển của Ngài. Thì lời cầu nguyện chúng ta luôn luôn vì sự vinh hiển của Chúa, vì sự công bình của Chúa, vì sự cái danh uy nghiêm của Ngài, và vì Chúa mà chúng ta đến với Ngài. Nếu mà tôi có cầu nguyện đi nữa là tôi cầu nguyện xin danh Chúa được sáng quá cái đường lối trong cuộc đời tôi, chứ không phải để tôi được sáng. Nhiều lúc quý bà cho em lầm tưởng như cái phước hạnh của Chúa với sự vinh hiển của Ngài. Chúa muốn chúng ta phước hạnh, nhưng mà cái phước là chúng ta phải chỉ ra Chúa là đấng chúc phước, chứ không phải là chúng ta có phước. Hai cái khác nhau. Quý mà cho em biết rằng Đức Trời muốn em rằng có phước, mà tôi đã nói rằng Chúa nói rất là lẹ, ngươi sẽ có phước, nhưng mà ngươi phải trở nên nguồn phước. Mình thì muốn cái phước, muốn cái ao mình có cá, muốn cái chuồng mình thì đầy dẫy, muốn nhà băng mình thì có tiền, có đủ thứ hết trong mình dư tôi cho. Không, Chúa muốn chạy qua chạy liền, trở nên nguồn phước mà. Phải quý mà cho em, quý mà cho em hiểu cho đó không? Hãy mà nó càng nhiều thì nó phải chảy ra nhiều. Nhưng mà mình, Chúa ơi con trăm đi con cho 1 đồng. Không, Chúa đâu bị giữ. Chúa ơi ngươi trở nên nguồn phước mà hãy ta cho càng nhiều, nó phải ra càng nhiều. Thôi đừng nói quay lưng lại, nhưng mà có nhiều quý mà cho em, Chúa cho nhiều quá mà mình không cho ra. Thiệt.
Quý mài trái tim nói về thiên liêng nó cũng giống như phần xác. Mình sẽ mất phước nếu mình không muốn. Mình sẽ mất phước nếu mình nhận phước mà mình không biết ban cho. Tôi nói cùng biết bạn trẻ. Tại vì Chúa không phải ban cho để mình nhận lãnh, mà Chúa ban cho để mình ban cho, để chúc phước. Cho nên dầu có đồng nó ra đồng mình cũng sẽ không bao giờ đó. Mà quý bạn trên có trăm đồng chỉ cho ra đồng, từ từ quý bạn trên sẽ bị mọt cắn, bị gì đó. Trong trong Kinh Thánh nói là đừng có chứa của cải trên đất này, tại vì các ngươi sẽ bị gì đó tay rét. Trên Kinh Thánh là vậy, tức là bị một bị gì đó tôi không biết. Có nhiều người lúc chết tôi phải lấy tiền tôi để lên xác quý bạn trên, tại vì nhiều quá không biết chỗ nào chứa. Hay. Nhưng mà điều tôi nói cùng quý bạn trên là Đức Chúa Trời nói với chúng ta là chúng ta phải chống cờ thể dùng mọi thế giới của Đức Chúa Trời để đứng vững, để được mua kế tại chúng ta đánh trận cho phải. Đây là cái câu trả lời của tôi và quý bạn trên. Mỗi một ngày mà chúng ta cầu nguyện không phải để được phước, tại phước nó có rồi. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa Trời sẽ theo chúng ta đến lâu dài. Mà cái cản trở là mình cứ nghĩ mình không được phước. Mình cầu nguyện giống như mình không có phước. Mình cầu nguyện mình than trở, mình trách móc rồi buồn phiền, phải chi và dày phải chi, dày hồi trước không có vợ phải chi, bây giờ xong phải chi, tôi đừng có vợ, có vợ xong có con, hồi trước chưa chưa có con cầu nguyện có con rồi giờ phải chi, tôi không có con, rồi đủ thứ lúc nào cũng phải chi, lúc nào cũng nói lo tại con rắn rồi tại người nữ rồi rốt cuộc là tại Chúa. Phải không quý bà cha? Nhưng mà cái câu trả lời là mình cầu nguyện trong ý Chúa để rồi chi mình chống cự với không phải cùng thịt và huyết. Anh em mình không phải là kẻ thù của mình, con người phải là kẻ thù. Có những người và tại vì trong cơ có tội, nãy tôi hỏi ai có tội, người nào cũng có tội hết. Mà có tội mà không ăn năn thì ma quỷ có chỗ để nó sử dụng, nó hành động thôi. Cho đến khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta mới không phải là cái mồi của ma quỷ. Còn không thôi mọi người đều đã phạm tội, đều hụt mất sự vinh hiển. Và làm thế nào nó mất sự vinh hiển của Chúa, nó khiến chúng ta tiếp tục phạm tội nữa, nó khiến chúng ta làm những điều gian ác. Nhiều khi cái gian ác mình không thấy nhưng nó vẫn ảnh hưởng phía đằng sau, phải quý mạnh cha. Luôn luôn nó là như vậy. Và quý mạnh cho tôi muốn chỉ hai cái đoạn cho quý mạnh cho thật sự một sư dụ dẫn hay quá. Một sư dụ không có thời giờ để nói. Thứ nhất quý mạnh cho thấy dở các vua đi quý mạnh cho. Lẹ. Như các vua thứ gì? Xin lỗi quý mạnh cho tôi bài giảng tôi nhảy nhưng mà Hồi nãy tôi ráng tôi ở cùng quý mạnh cho. Nhưng mà các vua thứ gì thì lại đây. Rất đồ. Cái tôi mệt rồi, nó rớt ở đâu rồi, không sao. Cái chỗ mà tôi muốn nói cùng quý bà cho em là cái câu chuyện của tiên tri Elise đó. Tiên tri Elise mà cầu nguyện cho Đô Thanh là đệ tử của mình đó. Rồi, cảm ơn Chúa. Elise đang sáp. Đang sáp. Câu 16. Ok, quý bà cho em biết cái câu chuyện đó. Ok, là dân Syri đi tấn công dân Israel. Ok, và khi mà có quân lính của dân Israel á, thì dân sự sợ hãi và cái Đô Thanh là tôi tới của Đức Chúa Trời, là tôi tới của Eli á, cũng sợ hãi. Quý bà cho em thấy vua bèn bảo trong câu 13 đó, hãy đi xem người ở đâu để ta sai bác người, tức là vua muốn đi bác. Tiên tri Elise cũng có thì giờ nói tôi lại cái nói cùng quý bà trên, có người đến thuộc vua rằng kìa ngựa ở tại Đô Thanh. Vì vậy vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thanh và đến lúc ban đêm và quay thành. Tôi tới của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương quay thành. Người nói với tiên tri Elise rằng hỡi ơi Chúa ơi, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Rồi Elise cầu nguyện nói rằng Đức Giê-hô-va xin mở mắt kẻ tôi tới thôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Lời Chúa nói cùng tôi và quý mạng em là thiên sứ Đức Chúa Trời đóng đại chung quanh người công bình. Mình không hiểu câu đó, nhưng mà điều đó để nói rằng tôi ngày nay thì nhiều người nói là mỗi người có một thiên sứ. Tôi không nghĩ là mỗi người có thiên sứ mà còn có nhiều thiên sứ nữa. Chúng ta ở trong sự chia tre và Hebrew nói là thiên sứ là những cái linh hầu việc, ministering spirit, deliver chúng ta, giải cứu chúng ta, ở cùng chúng ta, binh vực bảo vệ chúng ta. Và ở đây quý mà cho thấy cái câu chuyện nói này, khi mà tôi tới của tiên tri Elise sợ hãi đó, thì Elise nói Chúa ơi, hú chi
Chúa nhất ông nói với tôi tới mình chớ sợ người ở chúng ta đông hơn, và lời Chúa luôn luôn nói điều đó, đấng mà chúng ta lớn hơn kẻ trên thế gian. Phải quyên mình em, đấng mà chúng ta thờ phượng lớn hơn kẻ trên thế gian này, đó là lời của Đức Chúa Trời vừa nói này. Chớ sợ vì người ở chúng ta đông hơn người ở chúng nó. Và lời Elisa cầu nguyện xin Chúa mở mắt, và mở mắt ra thì thấy đầy ngựa xe ở xung quanh núi, và bình vực Elisa của chúng ta thấy là dân Syria bị mù, và tất cả những điều đó tức là cái sự khủng hoảng sợ hãi là từ những kẻ chẳng tin, và sự bền vững là từ kẻ tin. Làm sao mà một lần nữa tiên tri Elisa, tiên tri Eli không phải là người công bình, không phải là người mà luôn luôn vững tâm, nhưng mà họ cũng có lúc lên lúc xuống. Ngay cả tiên tri Eli, hãy tôi nói tiên tri Elisa là đệ tử tiên tri Eli, nhưng mà ông cũng không phải là tốt lành, nhưng mà ông nói ông tin về cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, nói Đức Chúa Trời mở mắt cho ông thấy. Cái sự cầu nguyện của chúng ta là Chúa mà dùng lời của Ngài mở mắt cho chúng con thấy rằng đấng ở trong chúng con là lớn hơn kẻ trên thế gian này. Để tới là đấng mà cung cấp cho chúng con là lớn hơn món nợ của chúng con, lớn hơn những sự thương tổn của chúng con, lớn hơn cái thùng của lắm mà Ngài sẵn mang cho chúng con, lớn hơn là cái sức chứa của chúng con nữa. Bởi vì Chúa nói là hãy lấy điều này để thử ta, tức là dâng cái phần mười cho của Chúa. Dâng là gì? Tin. Phải không mà cho em tin và dâng cái điều, tại vì một phần mười nhiều lắm, nhiều lúc mình có thể trả nợ, mình có thể làm được nhiều điều với cái phần mười, nhưng mà Chúa nói một phần mười của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta tin, chúng ta dâng cái điều đó thì Chúa nói là đây là điều ta có, các ngươi có quyền thử, là thử xem ta có mở cửa sổ từ trời ban cho các ngươi đến nỗi mà không có chỗ chứa được. Chúa ơi, tôi và quý mà em chỉ tin vừa đủ thôi, tin dư chút đỉnh thôi. Nhưng mà Chúa nói hãy tin đủ bằng cái nào, đừng can cấp của Chúa, đừng hà tiện như Chúa. Tôi nói điều đó không phải quý mà em dân nhiều cho hội thánh, tại vì hội thánh đã đủ rồi. Tôi cũng không còn sống lâu để học gì Chúa nhiều gì nữa. Không học, tôi không có nghĩ tới những cái khải tượng gì vĩ đại hết. Nhưng mà tôi nói cho quý mà em á, quý mà em ăn cấp của Chúa thì còn nhiều cái mà Chúa muốn ban cho hơn. Và tôi đã nói cùng quý mà em cào cào nó cắn nuốt tài sản quý mà em thùng và gỡ lẫm quý mà em về đọc Malachi đi. Chúa sẽ cản không cho cào cào châu chấu đụng đến tài sản quý mà em, tức là tiền bạc của cải, gia đình, hạnh phúc, tình yêu, tất cả gì của quý mà em, chỉ mình tin Chúa, mình hành động trong đức tin, mình vâng phục Chúa, Chúa sẽ đổ cửa ban xuống cho đến nỗi không chọn chứa được. Có ai mà dư quá là không cần đâu, không, mình còn chỗ cho Chúa đồ phước nữa. Mình quý bà cho em thấy là Chúa mở mắt thì thấy là đấng, những người ở xung quanh Elisa nhiều hơn là cái đoàn binh của vua, đoàn lính của vương Syri. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn tôi quý bà cho em, ai cũng biết câu đó phải không? Đấng ở trong quý bà cho em, đấng ở trong chúng ta lớn hơn cái đây nha. Mà đụng cái sợ, đụng cái sanh mạng, đụng cái là hòa bạn, đụng cái là bỏ Chúa, đụng cái là phiền đủ thứ hết. Quyên mà chạy mai mai đó là ma quỷ nó nói vậy. Nhưng mà Chúa mở mắt, và tại sao chúng ta cầu nguyện thì Chúa mở mắt chúng ta với lời của Ngài. Khi tôi đọc lời Chúa, sự khôn ngoan là vậy này, sự khôn ngoan là tránh con đường của kẻ gian tà này, sự khôn ngoan là tránh con đường tội ác này, sự khôn ngoan là vậy, quyết định theo sự khôn ngoan, chứ mà sự khôn ngoan đó của Đức Chúa Trời chứ không phải của một suy vũ. Phải quý mạng trên, và khi mà Chúa mở mắt thì quý mạng trên thấy, thì chúng ta thấy đấng ở trong chúng ta lên trên em, và thấy bằng cách nào? Tôi cảm ơn Chúa vì tôi không thấy thiên sứ, tại vì khi thấy thiên sứ mình sẽ sợ hãi. Và quý mạng trên biết ngày hôm nay tại sao Chúa không cho chúng ta thấy thiên sứ, Chúa không cho chúng ta thấy những điều vĩ đại, mà chỉ bởi đức tin Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Tại vì hãy mà chúng ta thấy, chúng ta sẽ chạy theo cái chúng ta thấy, chứ không chạy theo Đức Chúa Trời, phải không? Tại sao Chúa giấu xác Môi-se? Là tại vì Chúa không muốn con người chạy đến thờ Môi-se mà thờ Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa không cho chúng ta? Ngày hôm nay có nhiều người vẫn thấy thiên sứ. Tôi xin lỗi quý bạn trên, đừng bao giờ tin hết. Mà có thấy thiên sứ đi nữa, nó chỉ nói ôi sao kiếm thiên sứ thờ phượng cái đấng mà ta thờ phượng chứ, nhớ không? Ở trong danh nhớ không? Nhiều người ngày hôm nay nó thiên sứ bên cạnh tôi, thiên sứ bè bạn của tôi và ở cùng tôi, không có thiên sứ mà có tới là chỉ về Đức Chúa Trời. Nhớ trong danh không? Danh thấy thiên sứ thì thiên sứ nói đừng thờ lại ta, mày thờ lại mày đánh sai ta tới, phải không? Quý mà em thiên sứ cũng chỉ về Đức Chúa Trời rồi. Thật ra quý tôi muốn quý mà em hiểu điều đó, khi mà lời của Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta thì chúng ta tin được lời Chúa là lời sống. Khi mà mình bình tật mình tin lời Chúa là lời chữa lành, khi mà mình thiếu thốn mình tin lời Chúa là lời cứu cánh, khi mà có buồn phiền mình tin lời Chúa là niềm vui, là sức mạnh của mình, của tôi và quý mà em. Và tin rồi mình sẽ trỗi dậy, mình hành động như vậy, và mắt thuộc linh của mình sẽ thấy. Nó không nhất thiết là mắt chúng ta thấy gì, nhưng mà cái mắt thuộc linh chúng ta thấy gì, điều đó mới làm cho tôi và quý mà em trỗi dậy trước mặt
Đức Chúa Trời. Và Đấng Chúa luôn luôn dư dật trong chúng ta, Chúa luôn luôn mang sự ban ơn, sự thánh lễ quá hết giờ rồi. Nhảy tới Daniel. Một sư vũ có một cái kẻ thù mà một sư vũ luôn luôn thua là cái đồng hồ. Daniel lại quyết mạnh cho Daniel. Đây nó cũng quyên mang nha. Cái câu trả lời chúng ta, Chúa luôn luôn câu trả lời một lần nữa. Mình cầu mình không được là tại không xin. Amen, nhớ không? Nhớ không? Không có là tại không xin. Không xin thì sao có? Mà hy sinh mà không có là tại xin. Trái lẽ đây là trái ý Đức Chúa Trời dùng trong tư dục của mình. Nếu mình đi theo đường lối Đức Chúa Trời luôn luôn mình có. Cái đó hiểu rồi. Phải quyên mạnh cho em. Và cái sự cản trở đó là thứ nhất, cái mắt thuộc linh mình không thấy, mà mình chỉ thấy sự yếu đuối của xác thân mình, thấy cái mạnh của bệnh tật, thấy mạnh của kẻ thù mình, mà không thấy cái mạnh của Đức Chúa Trời ở cùng tôi và quyết mạnh cho em. Và quyết mạnh cho tới Daniel, lại lẽ ba Daniel thì trong đoạn 10 á, đoạn 11 á, đoạn 10 á, quyết mạnh cho em. Rồi khi mà Daniel cầu nguyện, có một cái sự rúng động. Daniel cầu nguyện á, ok, thì Daniel cầu nguyện, quý bà cho thấy nghe rất cho kỹ, ông cầu nguyện đó thì quý bà cho thấy là khi mà Chúa trả lời đó, ok, Daniel cầu nguyện trong một thời gian lâu, ok, Daniel cầu nguyện nhưng mà Chúa chưa trả lời. Và lúc Chúa trả lời đó thì thiên sứ Đức Chúa Trời nói trong đoạn 10 câu 13 đó, quý bà cho em, người bảo ta rằng hỡi Daniel đừng sợ, kể từ ngày đâu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu hạ mình Chúa. Tại vì Daniel biết có cái thời điểm trong ngày cuối cùng, Chúa bày tỏ cho Daniel biết là những ngày cuối cùng như thế nào. Thì ngươi đã hạ lòng xuống mà trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã gì quý mình xem, những lời ngươi đã được nghe, và vì kết những lời ngươi mà ta đến, tức là lời cầu nguyện của ông khiến cho thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để trả lời cho ông một lần nữa. Thiên sứ là gì? Ministering Spirit, những cái linh đồng việc đem cái lời cầu nguyện đó đến. Nhưng sau vua nước Pharisee đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này Mica, tức là Michael đó, là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến và giúp đỡ ta, và ta đã ở lại đó với các vua Pharisee. Bây giờ ta đến để cho các ngươi hiểu sự sẽ đến. Tức là Chúa trả lời cầu nguyện khi mà Daniel bối rối ngày cuối cùng. Chúa trả lời cho Daniel cho sự cầu nguyện mà trong 21 ngày ông cầu nguyện đó, thì Chúa đã nghe từ lúc đầu. Lúc ngươi bắt đầu hiểu biết và hạ mình xuống cầu nguyện thì ta đã nghe lời của ngươi cầu nguyện, ta đã nghe. Nhưng mà có sự cản trở là vua Pharisee và vua Pharisee đó là cái linh của vua Pharisee, của cái nước Pharisee là Persa đó, cái ba tay ba tư đó, ok, thì cản trở. Thành ra có một cái trận tiếng thuộc linh mà tôi và quý mà anh em mà không thấy. Cái trận tiếng đó là giữa thiên sứ của Đức Chúa Trời với ma quỷ. Okay. Và cái lời cầu nguyện chúng ta nếu có bị cản trở, nếu một lần nữa không cầu nguyện, không có cầu nguyện, không có là cầu nguyện trái lẽ, cầu nguyện mà có lẽ mà chưa đến theo lời điện của Chúa, tại vì có sự ngăn trở. Và đó là cái chiến trận mà lời cầu nguyện chúng ta sẽ đem đến câu trả lời. Và quý bà cho em thấy này, như vậy đó thì khi mà Michael phải đến trợ giúp đó, thì xong rồi thiên sứ của Chúa mới đến và trả lời, thì mới bày tỏ cho Daniel những cái sự mà xảy đến, trong đó có tới ngày cuối cùng như thế nào. Tôi bây giờ nói cùng quý bạn cho em, nhưng mà quý bạn cho em thấy có một câu trong câu 19 á, thiên sứ Chúa là người bảo ta rằng hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi, nguyện nguyện sự bình an ở với người, hãy mạnh bạo, phải may mạnh bạo. Lời của Chúa có mục đích, không phải để cho chúng ta thấy và biết được sự cuối cùng. Tại vì ông cũng chưa thấy, ông có những cái chưa rõ với ông, có những cái mà bài tỏ và chưa xảy ra. Tại vì bài tỏ là đấng phải đến là gì, và chỉ nói là Chúa Giêsu vào thành lúc nào, chết lúc nào, là tại trong sách Daniel là nói. Rồi sẽ có 7 năm đại nạn như thế nào, 7 năm rưỡi là như thế nào, Antichrist đến như thế nào, rồi có 3 năm rưỡi cuối cùng là như thế nào, và Chúa hiện đến là như thế nào, đều nói trong sách Daniel. Và lời Chúa để chi? Để giúp cho Daniel không bị rúng động. Tại vì ổng có sự rúng động là ổng đang học về cái sự cuối cùng, ổng đang suy tưởng, thì có sự rúng động mà Chúa bày tỏ. Lời của Đức Chúa Trời đem đến sự giản dị cho tôi và quý bạn cho em, đem đến sự công an để biết rằng chúng ta có Chúa. Chúng ta có thể chưa có sự chữa lành, nhưng mà chúng ta có Chúa. Chúng ta có thể chưa có sự hạnh phúc từ tiếp trợ, sự đại diện của Chúa, mà chúng ta có Chúa, và có Chúa là có tất cả. Trong lúc Chúa chưa chữa lành, Chúa đang có sự yên ổn và sự bình an cho chúng ta. Trong lúc chúng ta chưa có sự đại diện, thì Chúa cho chúng ta có sự tràn đầy mỗi một ngày đủ rồi, phải quý mạnh chăng? Và Chúa ở cùng tôi và quý mạnh chăng? Nhưng mà quý mạnh chăng thấy, tôi chỉ hai đoạn đó để nói rằng có một cái quyền lực, có một cái sức mạnh mà Chúa mở mắt chúng ta mới thấy, và cái mắt
xuống lên để biết rằng đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trên thế gian này. Trong đó có những thiên sứ của Đức Chúa Trời, trong đó có sự làm việc của Đức Thánh Linh, trong đó có sức mạnh của quyền năng lời của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Và Chúa khi mà Chúa mở mắt đó thì cho chúng ta thấy rằng có một cái quyền lực nó ngăn trở chúng ta. Tại sao chúng ta không cầu nguyện được? Tại vì sự cầu nguyện chúng ta activate và làm năng động cái sự làm việc của thiên sứ, làm năng động cái lời cầu nguyện chúng ta lên chuyện nhiều. Đó là lý do chúng ta sợ chứ chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta lo, chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta buồn về khi chúng ta không cầu nguyện. Đừng ai buồn tôi hết. Nhưng mà tôi đã nói cùng quý bạn rằng mỗi một ngày đọc dùng tôi một đoạn trong ngôn. Nếu ai không đọc thì đó là sự ngăn trở của ma quỷ. Tại vì nó biết rằng chúng ta sẽ có sự khôn ngoan khi chúng ta đọc lời Chúa. Chúng ta sẽ có sự giản dị đọc lời Chúa. Chúng ta sẽ có sự tin cậy đọc lời Chúa. Tôi hỏi cùng quý bạn cho em làm gì mà có ai dám nói với tôi không có thì giờ để mà đọc một đoạn trong ngôn? Có chứ. Mà cái gì khi chúng ta không đọc được là tại vì nó sợ chúng ta được mở mắt. Ma quỷ nó không muốn chúng ta được mở mắt. Nó chỉ muốn mình được mở mắt cái hộp xác của mình thôi. Tại là nó nói đó. Không, nó nói láo. Nó nói Chúa thì muốn mở mắt cục lên. Nhưng mà nó nói láo. Nó nói ồ Chúa không muốn mình ăn là tại vì khi mà mình dâng lời Chúa thì mình sẽ được mở mắt mà bạn được Chúa Thầy. Si ma quỷ nó muốn mình giống như muốn bạn được trời và Chúa cản mình. Chúa không muốn cho, Chúa không muốn làm phước. Nhưng mà thật sự Chúa muốn làm phước, Chúa muốn ban phước, Chúa muốn ban cho mà theo đường lối của Ngài. Cho nên quý bà chị em lần nữa tiếp tục trong ngôn đoạn 9 thứ 2 và cứ tiếp tục đi. Không sao, tôi không có định tội ai hết, nhưng mà tôi biết chắc rằng chúng ta sống bởi lời Chúa và bởi mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi không có câu trả lời cho những cái tai nạn hoạn nạn nó tới, mà tôi có câu trả lời cho sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Và tôi biết rằng người này thì tin chỉ tốt rồi, thì tin một câu hay nãy. Dạ, một câu thôi. Sao nó hay quá trần. Rồi, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được thành ở dưới bóng của Đấng Thầy. Amen. Tôi không cần biết ai bình dược bảo vệ quý mạng cho em, nhưng mà Đức Chúa Trời bình vực bảo vệ chúng ta khi chúng ta ở dưới bóng cánh của Ngài. Bằng cách gì? Nước ở trong lời của Ngài. Tôi sẽ giữ lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Xin Chúa chúc phước các quý mạng trên và quý trên này. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con đọc phục Chúa buổi chiều nay. Chúng con cảm ơn Cha vì lời Ngài là sự sống, lời Ngài là lẽ thật, lời Ngài là sự bình an, là phước hạnh. Chúng con biết rằng Chúa đã cho chúng con có sức, có thì giờ, nên mà chúng con đến trong cái lầu 2 này thờ phượng Chúa, đó là ân điển của Ngài. Và chúng con biết rằng buổi chiều nay Ngài có cho chúng con hầu việc Chúa bằng lời của Chúa, bằng sự thờ phượng. Và bởi danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con nhận sự lớn từ Chúa buổi chiều nay. Chúng con nhận sự sống, chúng con nhận sự tiến trợ, chúng con nhận sự chữa lành, chúng con nhận sự yêu thương của Chúa, nhận sự giáng hòa từ Ngài, nhận sự tha thứ từ Chúa. Bởi danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi hủy phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, quyền lực sự chánh tinh và tất cả quyền lực của bệnh tật, quyền lực của sự thiếu tốt, quyền lực của sự sợ hãi phải tan biến bởi danh của Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài, cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa, cảm ơn Chúa vì sự giáo ơn. Và Ngài là đấng và khiến cho chúng con cầu nguyện, Ngài là đấng khiến cho chúng con cầu nguyện để nhận lãnh sự lớn mà Ngài đã làm trên thập tự giá. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm. Xin Chúa tiếp tục thêm sức, thêm lên năng lên nguyện cho anh chị em chúng con để hầu vì Chúa trong những ngày cuối cùng. Và xin Chúa Ngài yêu thương chúng con, không thể trả lời được ai mất linh hồn, ai còn linh hồn, nhưng mà chúng con biết rằng Ngài yêu thương mọi người như nhau hết. Và Ngài muốn mọi người đều nhận được sự cứu rỗi mà Ngài phải chết trên thập tự giá để ban cho những người. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa an ủi chúng con, an ủi những người bị mất mát và cho họ thấy rằng Ngài vẫn là tình yêu thương và nơi Ngài vẫn là có câu trả lời duy nhất cho nhân loại. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.